Hello mọi người, hôm nay Thuận sẽ giới thiệu đến mọi người một combo câu cá rất là mini nha. Combo câu cá mini nha. Cần này có thể câu cá được, câu tôm thì quá lý tưởng rồi. Đây, thì trên tay Thuận đang là các loại cần cần đặt hai khúc nha. Cần đặt hai khúc. Đây mọi người xem nha. Đây là các mẫu cần đặt hai khúc nha mọi người. Cần đặt hai khúc 1,5 m nha, chiều dài là 1,5 m. Thì đặc biệt là rất là thích cái kén của cần này nha, kiểu giống như kén của cần lua vậy đó. Đây nè, cái kén nó hơi ôm vô chứ nó không có suông như những cái loại cần khác ha. Đây, kén nó hơi ôm vô, cầm khá là vừa tay nha. Cần nhỏ mà cầm vừa tay nữa. Đây là cái bát máy nha. Bát máy này là gắn được tất cả các loại máy đứng luôn nha. Máy lớn cũng được, máy nhỏ cũng được, nhưng mà thường mình gắn máy nhỏ thôi cho nó vừa với size cần này. Đây, cần hiệu con cá mập nha mọi người, Mr. Shark nha, cá mập nha. 1,50 m. Đây là khoen của nó nha mọi người. Thì cái khoen của nó chỉ là khoen một chân thôi nha, tại vì cần nhỏ mà như vậy thì cũng khá là tốt rồi, khoen một chân thôi. Đây, đây là tất cả các khoen của nó nha. Cần này thích hợp cho những người mới tập câu nha, câu sông hoặc là câu cá nhỏ, câu tôm, hoặc là mua cho các cháu nó câu chơi giải trí tốt nha. Đây là chiếc máy nha mọi người, chiếc máy hiệu là GF200. Đây, nếu mà vô dây 0,2 thì sẽ được 125 m, nếu mọi người vô dây không khoảng 0,4 thì sẽ được khoảng 70-80 m đó nha. Đây là bên trong chiếc máy nha mọi người, rất là đơn giản thôi, tại cái này là dạng đồ giá rẻ mà, thì chỉ có hộp và chiếc máy thôi. Thì bên trong đây là chiếc máy nha. GF200 3 bon bearing nha mọi người, 3 bon bearing nha. Cái này nó ốp, cái này mình đang liên tưởng tới cái loại máy Yomushi nha. Ốp màu vàng nè, hai màu chủ đạo là màu vàng và màu đen, thì nó tương phản nhiều quá trời luôn. À, cái này thì đàn hồi nó cũng êm đây chứ không bật mạnh như cái hồi nãy. Đây thì cái chân máy bình thường thôi chứ không có gì hết. Máy này cũng có khóa hai chiều nha mọi người. À, khóa đây hai chiều. Thì tất cả dòng máy này được vô dây sẵn nha mọi người. Dây này dây khoảng 0,3 nha. Giờ mình sẽ gắn máy vào thử cho mọi người xem nhé. Gắn máy thì cũng đơn giản thôi, cũng giống như những loại máy khác thôi. Đây. Cầm trên tay cái đoạn này nó ốp vô nè, nhìn rất là đã nha, rất sướng tay nha. Bây giờ mình sẽ tháo cái cối máy này ra cho mọi người xem ở trong đây có gì nha. Mình cũng đang thắc mắc ở trong đây có gì đây.
không biết đây là cái máy câu giá rẻ thì nó sẽ được trang bị những gì nhé. Đây, thì cũng khá đơn giản, cũng giống như những cái loại máy khác thôi. Nhưng cái này bằng nhựa nhưng mà giả, nhìn rất là giống kim loại nha. Đây. À, ở đây có một điểm khen và một điểm chê nha. Điểm khen là cái cối này máy thì nhỏ nhưng mà cối là cũng này cũng khá là lớn rồi. Bánh găng kim loại luôn nha. Cối này thì không bao giờ gãy rồi. Cái điểm chê đây là cái cò. Đây là cái điểm mình chê nha, cái cò của nó bằng nhựa cứng nha mọi người. Cò rất là siêu đơn giản luôn nha, và bằng nhựa cứng nha. À, cái này nó nước sơn mình, nhưng mà nhìn như trông giống là cái máy này đang vô nhớt thật nhiều, thật sự là nước sơn này. Cái cò này bằng nhựa nha, khá đơn giản nha. Điểm nhấn là cái cối này, cối rất chắc, cò thì yếu. Ok, so với cái tầm giá và cái cỡ máy tầm thấp như thế này thì như vậy cũng đã rất là tốt rồi. Ok, tạm biệt mọi người.